và chúng ta sẽ hướng dẫn về cái logo của Olympic. Như vậy thì cái logo Olympic các bạn sẽ quan tâm là nó có 5 vòng và đan với nhau, nó đan xen với nhau, đan xen ở đây. Ví dụ màu xanh thì phía trên màu vàng nhưng mà dưới ở đây, rồi màu vàng á thì trên màu đen ở chỗ này nhưng mà dưới màu đen ở đây, màu đen thì trên màu xanh nhưng mà dưới màu xanh. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ cắt như thế nào để nó ra được cái đối tượng như thế. Và cái quan trọng nữa là các bạn sẽ tạo cái đường tròn và tạo cái đường ở trong nó có cái độ lớn tương đối, độ lớn tương đối thì nó mới đẹp. Nhiều khi cái độ dày này nó dày quá nó cũng không đẹp. Như vậy lần đầu tiên chúng ta làm, chúng ta chưa biết kích thước, chúng ta chưa biết tỷ lệ, thì giả sử chúng ta import cái hình này vào và chúng ta ám vẽ một cái hình tròn, chúng ta ướm lên, chúng ta xem thì kích thước nó bao nhiêu để chúng ta sẽ làm sau. Cái thứ hai là màu. Như vậy đây là một cái hệ màu, một cái dạng là một cái tông màu chúng ta sẽ lấy. Nếu như các bạn không nhìn thấy được cái mã màu thì các bạn có thể lấy cái này, các bạn search 206540. Như vậy kết quả mà chúng ta search thì nó ra như thế này. Với màu xanh 206540 các bạn search trên web thì nó ra cái mã nhị phân, mã thập lục phân, mã size như thế này. Vậy tí nữa chúng ta lấy màu thì khi các bạn thiết kế đó thì các bạn chú ý luôn là nó có nhiều vấn đề để liên quan đến màu lắm. Ví dụ các bạn nhìn thấy trên máy của các bạn cái màu xanh như thế này, và khi các bạn đi làm việc với khách hàng thì khách hàng nhìn trên máy á thì khách hàng thấy rất đẹp và khách hàng đồng ý, nhưng khi các bạn in ra người ta không đồng ý. Mình mới bắt lẽ người ta là ủa lúc trước anh ok cái này rồi mà, thì cái màu trên máy, trên màn hình của các bạn và cái màu in ra vật liệu nó gần như khác nhau rất nhiều. Đó. Cho nên khi các bạn đi gặp khách hàng thì các bạn phải đem cái palette, tức là cái template, cái bảng màu á. Mấy bạn mà nữ mà đi mua son mua phấn, các bạn hay có một cái thang để đo cái độ màu, có không? Như vậy thì với cái bảng màu mẫu như thế các bạn mang đến cho khách hàng, người ta chỉ vô, ví dụ màu xanh là xanh nào đó, người ta đặt bút, người ta ký vô cái mã màu đó. Rồi còn chuyện của mình về nhà mình chọn màu gì, miễn là mình in ra nó 1910 với cái mẫu mà người ta ký là được, hiểu chưa? Là mình tiếp xúc với khách hàng, là tiếp xúc cái mẫu đầu cuối là phải trên giấy thật cho người ta ký mẫu vô màu đó. Còn chuyện về mình ở đây mình chọn màu gì đó là chuyện của mình. Rồi ok, như vậy với cái mã màu thì các bạn chú ý là người ta quy định cái mã như thế. Còn để mà in ra chất liệu thì chúng ta có thể tăng có thể giảm ha, để cho nó đẹp, còn người ta quy định là quy định như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem về cái kích thước hình tròn. Chúng ta thử vẽ một hình tròn và chúng ta ướm thử. Đây, chúng ta sẽ có một cái hình tròn. Nhỏ lại tí xíu. Rồi, chúng ta thấy kích thước của hình này là 37, chúng ta cho là 37 đi, để cho nó dễ dễ tính. 37. Đó, kích thước của nó là như thế. Rồi, chúng ta sẽ tạo một đường tròn nhỏ bên trong. Kéo góc lấy chuột phải. Khoảng 29 đi. 27 3 37 27 đi. Ok, 27 nhỏ quá hả? 29. Rồi. Như vậy thì giữa cái hình nhỏ là
độ rộng là 29, cái hình lớn là độ rộng là 37, là nó chênh lệch 8. Vậy mỗi bên là chênh lệch 4 mm, đúng không? Đúng à? Rồi, chúng ta làm gì với nó? Rồi, với hình tròn lớn nè, chúng ta sẽ tạo một đối tượng hình thua vào bên trong và có độ rộng là 4. Như vậy chúng ta đã có được cái đường tròn ở bên trong. Được chưa? Ví dụ sau này chúng ta làm thì chúng ta có thể là lấy kích thước là 37 hoặc 40 đi. Ví dụ như giả sử mình cho cái hình này lên 40 thì cái hình trong nó là bao nhiêu? Nếu độ lớn như thế thì hình trong nó khoảng 29-30. Ok, cỡ chừng đó. Hình trong này là 32-40-32. Mình cho 30 đi, 40-30 là vừa, đúng không? Nếu cái này là 40 thì cái bên trong mình cho là 30. Đấy, rồi, như thế. Bây giờ làm thế nào để bắt đầu mình cắt? Làm thế nào để cắt? Đó, 40 là nó rộng hơn tí thì đường tròn trông rộng, ok. Mình cho là 40-30 nha. Rồi, như vậy thì làm sao để cắt được đây? Bây giờ mình sẽ tạo ra cho nó nằm ngang vậy thì ok rồi nè. Đó, nằm ngang thì ok rồi. Bây giờ làm sao cho nó cắt? Bây giờ mình sẽ canh nằm ngang nè. Mình canh ở lại mình nhé, hướng dẫn cho các bạn canh. Trước tiên chúng ta sẽ có một hình tròn. Như vậy cái hình tròn này nè, chúng ta sẽ cho nó compile, in group nó ra trước đi, press nó ra. Ui, sau khi mà chúng ta thực hiện xong á thì nó là một đối tượng, chúng ta sẽ chọn là fresh, tách ra hai đối tượng. Sau đó chúng ta sẽ compile lại để tạo thành một đối tượng. Bây giờ thầy thử tô màu xanh này nhé. Màu xanh này có cái mã màu là ở đây. Rồi, mình tô màu. Bây giờ mình tô màu này nó có giống không? Không, đúng không? Rồi, bây giờ có thể là mình sẽ lấy bút màu. Mình lấy màu ở đây. Các bạn xem là nó lấy có đúng cái màu mà mình thấy không? 1D95D1, còn cái của mình là 19B0BC. Khác đúng không? Rồi, ok. Như vậy cái màu mình lấy nó sẽ khác. Rồi, như vậy mình sẽ đây. Mình sẽ đi tìm cái mã màu. Đi tìm cái mã màu. Và mình chọn nó là RGB. Thì các bạn gõ cái mã màu vô. 19B0BC. Enter. Khác. Giữa cái màu và mình nhìn là cái mã người ta cho, và cái màu mà cái hình này ở đây. Như vậy tùy thuộc vào cái lựa chọn của bạn. Ví dụ như cái màu đây với màu đây nó cũng khác nữa nè. Ví dụ đây nhé. Thấy à? Bây giờ mình nhìn RGB nè, 9, 140, 186. Cái này là 29, 149, 209. Như vậy tùy. Cái chính thức là cái mã màu. Chính thức là cái mã màu. Đó. Như vậy thì các bạn chọn màu này hay là màu này hay là màu này, cái đó là tùy. Nhưng mà cái chính thức là cái mã màu mà Olympic công bố. Được chưa? Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta lấy theo cái mã màu thì nó là màu này. Đó, còn nếu mà chúng ta lấy theo cái màu mà người ta đưa mẫu thì chúng ta click chuột vô đây. Sau đó chúng ta click chuột để chúng ta tô màu. Như vậy là chúng ta đã có được cái
cái màu cho cái đối tượng của chúng ta. Đó là hình đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ tạo thêm một cái nữa là click chuột phải nha. Nhớ nhấn shift khi các bạn kéo ra, nhớ nhấn shift, click chuột phải và đưa ra đây. Click chuột phải như vậy là chúng ta đã có ba hình. Ba hình này nó có đều nhau hay chưa? Đều nhau hay chưa? Như vậy chúng ta có thể chọn cả ba, và các bạn sẽ chọn cái phần alignment ở trên này để các bạn canh lại. Là các bạn sẽ chọn canh lề không phải bảng bên này nhé. Alignment là nó sẽ dòn lại á, mà chúng ta chọn cái distribute nè, khoảng cách đây, khoảng cách theo chiều đứng đó, ba cái canh giữa đều nhau. Như vậy mình có ba hình là đều nhau rồi nè. Bây giờ mình cần hai hình ở dưới, đúng không nè? Như vậy các bạn sẽ chọn hai hình, copy xuống dưới đó. Hình như nó bị rộng đúng không? Cái của mình làm nó hơi rộng, mình cho nó nhỏ lại, cho cái hình này nhỏ lại tí xíu. Mình chỉ cần kéo một hình thôi chứ không cần kéo cái kia. Rồi chọn cả ba hình này. Ok. Được chưa? Còn rộng á. Ừ, còn rộng. Rồi. Được ha. Click chuột phải. Bây giờ việc của mình là canh làm sao, canh làm sao để cho hai cái hình này nè nó canh giữa ở đây đó. Canh làm sao cho nó canh giữa thì chúng ta có thể nắm ở giữa nhé, nắm ở giữa nè, kéo vô tâm. Nó có giữa không? Không, không đều, đúng không? Rồi, ok. Có cách khác. Mình rút cái này lại đi. Rút lại. Sau đó chọn đối tượng rút này, chọn với đối tượng giữa thôi nhé. Bởi vì ba cái hình trên mình chưa rút. Rồi. Đúng rồi. Mình sẽ canh giữa. Như vậy là hai cái hình dưới canh giữa so với cái hình này. Kịp không? Rồi, mình đẩy cái này lên. Nhấn shift nhé. Đó, là nó sẽ đẹp. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cắt nè. Cắt làm sao đây? Mình tô màu cho nó giống cái đã. Lấy màu từ màu vàng tô vô đây. Lấy màu đen tô vô đây. Lấy màu xanh tô vô đây. Lấy màu đỏ tô vô đây. Bây giờ là mình đưa tất cả này xuống dưới đi cho nó dễ nhìn. Rồi, khi các bạn cắt á thì các bạn thấy là nó cắt ra ngoài một tí đúng không? Cắt hơi ra ngoài một tí chứ không có sát biên. Rồi, như vậy thì mình sẽ thử tạo cái contour này đi ra phía bên ngoài nhỏ thôi. Được chưa? Một đúng không? Khoảng 1 đúng không nào? Phải không? Như vậy thì mình cắt là dùng cái hình màu đen để cắt. Đúng chưa nào? Đấy. Như vậy mình sẽ dùng cái hình màu đen để cắt. Bây giờ mình sẽ bung cái này ra. Mình có hình màu đen ở trong. Đó, cái hình này nè. Bây giờ
cái hình này là cái hình mà nó lớn hơn cái hình màu xanh nằm dưới á, thì cái hình này là mình sẽ đi cắt nè, kịp không? Rồi bây giờ mình cắt cái gì? Giả sử có phải rằng là mình lấy cái màu xanh, cái màu đen này để mình cắt cái màu vàng không? Giống như này nè, đúng không? Rồi cắt cái màu vàng. Nhưng mà nếu mình để nguyên cái màu đen này mà mình đi cắt á, thì có phải là nó cắt phía trên mà nó cắt phía dưới luôn không? Phải không nào? Rồi đây nè, ví dụ mình lấy cái màu đen đó mà mình chọn là trim, giữ nguồn lại, bỏ đít đi, tức là mình cắt xong mình không cần giữ màu vàng. Mất cả trên cả dưới, đúng không? Bây giờ làm sao? Bây giờ cắt làm sao mà nó cắt ở trên thôi mà nó không cắt ở dưới? Sao Huy? Ôi xóa phần màu đen đi. Vậy lấy gì cắt? Cái lúc cắt á hả? Lúc này hả? À, xóa một phần của màu đen đi. À, xóa, ok. Đây, như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế này. Ý tưởng là đúng rồi đó. Chúng ta sẽ làm một bước trung gian. Chúng ta sẽ làm một bước trung gian. Chúng ta lấy phần này của màu đen thôi. Phần trên này thôi. Hiểu không? Còn phần dưới này chúng ta bỏ. Như vậy thì chúng ta dùng cái hình chữ nhật, chúng ta sẽ chọn cái intersect, hình chữ nhật bỏ đi, không cần, màu đen giữ lại nhé. Rồi insert. Như vậy thì chúng ta tạo ra được một cái màu đỏ này nè. Hình như là mình click nhầm rồi. Chúng ta lấy hình chữ nhật, chúng ta insert với cái màu đen, click ra màu đen á. Ok. Đó, cái mà chúng ta lấy là cái này nè. Được chưa? Và chúng ta sẽ lấy cái màu đen này, chúng ta làm gì? Trim. Không cần giữ nguồn luôn. Trim với cái màu vàng. Lấy màu đen ra ngoài thử xem. Được chưa? Hiểu được vấn đề chưa? Rồi. Bây giờ tương tự như thế, chúng ta sẽ lấy cái màu đen này vào với cái hình mẫu vàng. Để chúng ta lấy cái vùng nhỏ này nè, chúng ta cắt cái màu xanh. Phải không? Rồi, như vậy chúng ta lại mượn một cái hình chữ nhật khác. Cái này giao với cái màu đen. Để chúng ta lấy cái đoạn này thôi nè. Phải không? Rồi. Như vậy chúng ta lại intersect, chúng ta giữ cái màu đen lại. Như vậy có phải là chúng ta lấy được một phần nhỏ màu đen này không? Và chúng ta lấy cái màu đen này, chúng ta lại trim với màu gì? Màu xanh. Được chưa? Tương tự với màu đen. Như vậy thì đối với màu đen, chúng ta cái màu vàng chúng ta lại làm thêm một lần nữa. Màu vàng có phải là chúng ta vừa trim màu xanh ở đây mà chúng ta vừa trim màu đen bên này không? Rồi như vậy chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta lại lấy cho màu vàng một lần nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ trim màu đen, có nghĩa rằng chúng ta lấy cái phần chỗ này thôi, chúng ta đừng có lấy dư, cái này là dư rồi nè. Đó, đẩy cái hình chữ nhật qua tí xíu. Rồi chúng ta chỉ lấy phần này của màu đen thôi, không lấy xuống dưới này. Nếu mà lấy thêm xuống dưới này á là nó trim luôn khúc dưới, cho nên chúng ta chỉ lấy chút xíu chỗ này thôi. Rồi intersect. Đây là cái màu đỏ này nè.
chúng ta cắt được cái màu đỏ nè. Rồi chúng ta lấy cái màu đỏ làm gì? Chiếm màu đen. Và lấy cái màu xanh ra, lấy cái màu đen này ra chỗ khác là chúng ta sẽ thấy kết quả. Đó. Tức là cứ làm từ 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 từ. Rồi, bây giờ đối với hình tròn màu vàng và màu đen chúng ta cần làm gì nữa? Chỗ màu vàng màu đen là chỗ này nè. Lấy cái gì cắt cái gì? À, lấy theo đen cắt vàng, đúng không? Lấy theo đen cắt vàng. Như vậy thì mình đưa cái đường tròn này vô màu đen. Rồi, ok. Đó, mình lấy cái khúc này thôi. Intersect với màu đen là mình lấy được cái miếng nhỏ nhỏ này nè. Và lấy cái miếng nhỏ này trim màu vàng. Có vẻ đơn giản hơn rồi đúng không? Bây giờ có vẻ là dễ hiểu hơn rồi đúng không? Tương tự như vậy, mình sẽ lấy theo màu xanh. Mình làm xong phần màu đen rồi, bây giờ màu xanh. Nếu như mình sử dụng theo màu xanh thì mình hồi nãy hình như mình còn thiếu á. Thiếu không? Đen cắt xanh đúng không? Đen cắt xanh. Vội quá. Đây, quay lại. Rồi, lấy đen cắt xanh. Đen cắt xanh là cắt khúc này đúng chưa nè? Đâu khúc trên chứ? Đen cắt xanh mà. Đen cắt xanh. Còn khúc dưới là xanh cắt đen. Đúng không? Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn với màu đen. Đây màu mà chúng ta lấy được đây. Lấy màu này trim màu xanh lá. Rồi chúng ta sẽ di chuyển màu đen đi. Đó. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ chuyển xuống màu xanh. Rồi đối với màu xanh chúng ta làm gì? Màu xanh sẽ cắt màu đen, cắt màu đỏ. Ok. Màu xanh cắt màu đen và cắt màu đỏ. Màu xanh cắt màu đen là 1. Đúng không? Cắt màu đen. Rồi, tương tự như thế, chúng ta sẽ lấy cắt màu đỏ. Và chúng ta lấy cái miếng nhỏ nhỏ này. Cắt màu đỏ. Xong chưa? À, màu đỏ cắt màu xanh nữa là xong. Hoàn thành. Màu đỏ cắt màu xanh. Cứ hai công cụ này chúng ta lấy qua lấy lại thôi. Chiếm màu xanh. Có gì đó sai sai á. Rồi không phải. Hồi nãy là thầy lít vô cái màu đỏ chứ không phải lít vô cái đen. Lít sai. Intersect. Lít vô cái đen này mới đúng nè. Đó. Cái lớn lớn này mới đúng nè. Rồi lấy cái lớn này chiếm xanh. Rồi xong rồi. Được chưa? Nhìn nó rất là ảo diệu. Rồi như vậy thì kết thúc lại là chúng ta sẽ sử dụng công cụ Ctrl là 1 để chúng ta tạo một cái đường tròn lớn nhỏ. Sau khi mà chúng ta compile lại xong thì chúng ta lại dùng Ctrl một lần nữa để chúng ta tạo cái đường tròn lớn hơn để tạo ra cái màu đen. Đấy. Ok.